Cửa hàng Hoa Long xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng mình con xin giới thiệu với các cô chú một số chậu gia hạt. Thì trong cái clip này thì con quay cho có gia hạt Đua Ngọ Lâm Đồng nè, rồi gia hạt Hòa Bình, và kèm theo đó là gia hạt Di Linh Hè nha cô chú. Có 3 loại gia hạt. Và cái mặt hoa của Hòa Bình và Di Linh Hè đều là mặt hoa sổ. Và còn đây là mặt hoa của gia hạt Đua Ngọ Lâm Đồng nha cô chú. Mặt hoa Đua Ngọ Lâm Đồng nha cô chú, dòng gia hạt đi ngọn. Rất là đẹp luôn. Đây là mặt hoa của nó nha cô chú, gia hạt Đua Ngọ Lâm Đồng. Và mã số đầu tiên là mã số 1 nha cô chú. Ở trên thân này thì thân già này đang có kỳ nè cô chú, đang mắc ngủ nó sưng rồi nè. Ở đây thì nó có một thân nữa nhưng mà thân này đã bị hư rồi nên con cắt thân ra rồi. Đây là mã số 1 nha cô chú. Cái mầm đã bắt đầu xuống rễ nè. Đó. Và đang đi ngọn rất là khỏe luôn. Đây là gia hạt Đua Ngọ Lâm Đồng nha cô chú, mã số 1. Và giá tiền của nó là 400.000. Thân này nó dài được khoảng cỡ 14 xăng nha cô chú. Mã số 1 giá tiền là 400. Và đây là mã số 2 nha cô chú, giá tiền là 400.000. Và thân này đang lên mầm nè cô chú. Đang chuẩn bị lên mầm nè cô chú. Thân này đã bị hư nên con cắt nó luôn rồi nè. Đây là mã số 2, giá tiền là 400. Thân này vẫn còn đang đi ngọn rất là tốt luôn. Thân được ú luôn cô chú. Và thân này nó dài được khoảng cỡ 15 xăng. Mã số 2 giá tiền là 400.000. Mã số 2. Và mã số tiếp theo là mã số 3 nha cô chú. Rễ đã bắt đầu phúng ra rất là tốt nè. Đó, đang có một mầm và một thân già chưa hoa luôn. Thân già này mình có thể lấy được rất là nhiều kỳ nha cô chú. Có một số mắt đang sưng lên luôn rồi. Đó, đây là mã số 3. Một thân là được khoảng 6 xăng và thân già được khoảng 10 xăng cô chú, đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt. Giá là 350.000 mã số 3. 350.000 nha cô chú, mã số 3. Gia hạt Đua Ngọn của Lâm Đồng. Mã số tiếp theo nha cô chú. Giờ này thì nó đang có 2 kỳ và 2 mầm. Và cái thân già này thì nó vẫn còn một số mắt nè. Giá tiền của giờ này là, của cái khóm này là 350.000 nha cô chú, mã số 4. Và kỳ này nó dài được khoảng cỡ 5 xăng. Và kỳ này dài được 3 xăng cô chú. 2 kỳ và 2 mầm. Đây là giò mã số 4, giá tiền là 350.000 mã 4. Và mã số tiếp theo của chú, đây là mã số 5. Giò này nó cũng có 2 kỳ và bên đây thì nó có một mầm nữa nè, là 2 kỳ và 3 mầm nha cô chú. Giá của nó cũng là 350.000 luôn, mã số 5. Một thân là dài được 4 xăng và một thân là dài được khoảng hơn 3 xăng tí. Giá là 350.000 nha cô chú. Đây là mã số 5, giá hạt Đua Ngọn của Lâm Đồng. Và đây là giò gia hạt Đua Ngọ Lâm Đồng mã số cuối cùng nha cô chú. Đang có một thân già, một mầm. Và ở bên đây thì đã đang có một kỳ nè cô chú. Giò Đua Ngọ Lâm Đồng mã số 6, mã số cuối cùng. Xong rồi sau sẽ chuyển qua cái loại khác. Và giá tiền của nó là 250.000 mã 6 nha cô chú. Rễ phúng ra rất là tốt rồi. Mình về cho việc mình ghép vào bản dớn hoặc là mình trồng lại thôi. Giò mã số 6, 250.000. Và tiếp tục đây là giò gia hạt Hòa Bình nha cô chú. Mặt hoa sổ mã số 7. Đang bắt đầu xuống rễ nè. Đây là mã số 7, gia hạt Hòa Bình. Và giá tiền của cái giò này là 450.000 nha cô chú, một thân. Và một thân nó đã bị hư ngọn, con đã bứt cái ngọn ra rồi. Và mình chờ một hai tháng nữa, khi cây nó già cây thì mình sẽ kích kích kỳ được nha cô chú. Ở đây thì nó đang có rễ xuống rất là tốt rồi. Đó. Gia hạt Hòa Bình giá tiền là 450.000, đây là giò mã số 7. Từ 1 tới 6 đua ngọn nha cô chú. Và thân này nó dài được khoảng 20 xăng cô chú. Và giá tiền của nó là 450.000. Đây là mã số 7, gia hạt Hòa Bình. Tiếp tục đây là mã số 8 nha cô chú, Hòa Bình luôn. Cái này thì nó có 3 kỳ lớn nhỏ và giá tiền của nó là 300.000. Đây là mã 8, Hòa Bình nha cô chú, giá tiền là 300, 3 kỳ. Đây có mầm luôn nè, rễ xuống rất là tốt. Đây đang xuống rễ nha cô chú. Đây là mã 8, giá tiền là 300.000. Và đây là giò Hòa Bình cuối cùng nha cô chú. Một thân vẫn còn đang đi ngọn nè. Và nó đang có một mầm đang lên cô chú. Đây. Và giá của nó là 250.000 nha cô chú. Đây là mã 9. Và thân lớn này dài được khoảng 10 xăng. Cái mầm thì được khoảng 2-3 xăng cô chú. Đây là mã số 9, giá tiền của nó là 250.000. Mã số 9 nha cô chú, 250.000. Tiếp tục là một loại gia hạt của vùng Lâm Đồng cô chú. Và đây là gia hạt Di Linh. Nhưng mà cái này là Di Linh Hè nha cô chú. Và giá của cộng này là 300.000. Đây là mã số 10, mặt hoa sổ của chú. Nó có rất là nhiều mặt hoa khác nhau. Gia hạt Di Linh Hè nha cô chú. Và đây là một những mặt hoa, hoa rất là đẹp nha cô chú. Di Linh Hè. Nó có rất là nhiều mặt hoa sổ nha cô chú. Thân vẫn đang đi ngọn luôn, được ghép cho bản gỗ nè. Và đây là mã số 10, dài được khoảng cỡ 17-18 xăng.
và giá tiền của nó là 300.000. Đây là mã số 10 nha cô chú, giá là 300. Và đây là mã số tiếp theo, mã số 11, giá tiền của nó là 250.000. Một thân này vẫn thân này đứng ngọn của chú, rễ xuống xuống rồi nè, và đang có một mầm. Ở đây thì đang có hai kia này đã bắt đầu đứng ngọn rồi và nó đang có mầm nè cô chú. Giá tiền là 250.000. Đây là mã số 11, 250.000. Giá hạt Di Linh Hè nha cô chú, giá là 250.000 cho mã số 11. Và mã số tiếp theo là mã số 12, đang có rất là nhiều thân luôn cô chú, và thân già này nó vẫn còn đang sưng mắt nè. Giá của nó là 250.000 luôn, Di Linh Hè mã số 12. Có một chút thân vẫn còn đang đi ngọn rất là tốt nha cô chú. Mã số 12 giá là 250.000. Mã 12. Mã số tiếp theo luôn cũng là Di Linh Hè luôn. Đang xuống rễ rất là tốt nha cô chú, có hai thân. Đây là mã số 13. Hai thân này thì dài được khoảng có 6-7 xăng và giá tiền của nó là 250.000. Cây đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt nha cô chú. Đây là mã số 13. Giá là 250.000 cho mã 13. Giá hạt Di Linh Hè của chú, mã số 13, 250.000. Và đây là giò Di Linh Hè mã số 14 nha cô chú. Một thân đang đi ngọn là nó dài được khoảng có 10 xăng. Đang xuống rễ rất là tốt. Đây là mã số 14. Giá tiền là 250.000, mã 14. Xin lỗi chú, giá tiền là 200 nha cô chú, mã số 14 giá là 200. Và đây là mã số tiếp theo, đó là mã số 12. Xin lỗi chú, mã số 15 nha cô chú. Và giá của nó cũng là 200.000 luôn. Mã số 15 giá là 200. Mã số cuối cùng nha cô chú, mã số 16. Và giá tiền của nó cũng là 200.000 luôn. Thân đi ngọn khoảng 5-6 xăng và nó có hai kỳ đã đứng ngọn rồi và đang có mầm nữa cô chú. Giá tiền là 200.000. Di Linh Hè. Đây là mã số cuối cùng, mã số 16, 200.000.